Nhận định soi kèo bóng đá hôm nay giữa AC Milan với Bologna diễn ra vào lúc 1:45 ngày 22 tháng 9 tại sân Stadio Giuseppe Meazza, Serie A 2022-2021. Với việc chỉ phải đến làm khách trước Shamrock Rovers tại vòng loại thứ 2 ở Europa League mùa này, thì đoàn quân của huấn luyện viên Pioli đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về cho mình chiến thắng với tỷ số 2-0 và qua đó giành lấy tấm vé đến với vòng loại thứ 3 để đối đầu với Bodo Glimt. Lão tướng Ibrahimovic lại một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến khi đã có bàn thắng mở màn cho mùa giải này của AC Milan, và đây cũng là bàn thắng trên mặt trận thứ 3 kể từ khi trở về với thành Milano sau Serie A và Coppa Italia. Để chuẩn bị cho cuộc đua Scudetto lần này, thầy trò huấn luyện viên Pioli đã có 4 trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, và tất nhiên, với việc các đối thủ liên tiếp chỉ là các đội bóng hạng dưới, nên AC Milan đã toàn thắng cả 4 trận và không có trận nào họ ghi ít hơn 3 bàn vào lưới đối thủ. Dẫu biết, 4 trận giao hữu này không có quá nhiều ý nghĩa đối với Rossoneri, nhưng ít ra nó đã nối dài mạch bất bại trên mọi mặt trận của AC Milan lúc này, lên đến 18 trận. Đến với trận đấu mở màn mùa giải của mình, AC Milan sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Bologna đến làm khách. Có thể ở những mùa giải gần đây, Rossoneri đã có rất nhiều thời điểm thi đấu thất thường và dẫn đến việc để thua các đội bóng chiếu dưới một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, sự thất thường đó chưa bao giờ xảy ra ở thời điểm AC Milan đối đầu với Bologna. Cụ thể, trong 9 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Pioli đang có cho mình chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại trước Bologna, trong đó có đến 8 chiến thắng và chỉ để hòa một trận duy nhất. Đó là chưa kể với phong độ vẫn đang rất thăng hoa như hiện nay, và cùng với đó là lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, thì chỉ cần AC Milan thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng trong trận mở màn chiến dịch Scudetto lần này sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Dẫu vậy, Rossoneri chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng ở trận này đã là quá đủ, bởi chỉ 3 ngày sau đó, AC Milan sẽ tiếp tục chinh chiến tại vòng loại thứ 3 ở đấu trường Europa League. Về phía đối thủ, kể từ sau lần trở lại giải đấu cao nhất xứ sở mì ống vào mùa giải 2015-2016 cho đến nay, Bologna mới có được số điểm cao nhất khi kết thúc mùa giải với 47 điểm. Tuy nhiên, thành tích của họ lại càng tệ hơn so với mùa giải trước đó, khi chỉ đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Serie A và chỉ góp mặt đến vòng 4 Coppa Italia. Qua đó, có thể thấy, nếu so với các đội bóng tầm trung đang góp mặt tại đất nước hình chiếc ủng, thì Bologna đang cho thấy sự hụt hơi so với các đối thủ còn lại. Chính vì lẽ đó mà tại phiên chợ chuyển nhượng mùa hè này, huấn luyện viên Mihailovic đã để mất rất nhiều cầu thủ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, và đáng nói hơn, các cầu thủ này sẵn sàng từ bỏ đội bóng đang chơi tại Serie A để cập bến giải đấu bậc dưới và những khu vực có hệ số thấp hơn như Serbia cùng với Cộng hòa Séc. Cũng rất may cho Bologna, khi họ cũng kịp thời mang về hai tiền đạo trẻ của Inter và Udinese. Bên cạnh đó, lão tướng Silvestri Lorenzo từ Torino cũng đến với Renato Donnarumma để bổ sung cho hàng phòng ngự của Bologna. Bước vào chuyến hành quân lần này đến San Siro, đoàn quân của huấn luyện viên Mihailovic sẽ phải thi đấu mà không có được sự phục vụ của tiền vệ Gary Medel. Cầu thủ người Chile đang phải thi hành mức án khi nhận đủ số thẻ vào trận đấu cuối cùng ở mùa giải vừa qua. Điều này sẽ khiến cho tuyến đầu của Bologna thiếu đi sự kết dính. Người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Mihailovic sẽ càng lo lắng nhiều hơn, khi ở thời điểm này đội bóng con cưng của họ cũng không phải là cái tên có thể chơi tốt khi phải thi đấu xa nhà, với 3 trận liên tiếp toàn thua. Đó là chưa kể thánh địa San Siro, chưa bao giờ là nơi mà Bologna có thể đến rồi đi một cách dễ dàng. Đừng quên, trong 5 lần gần nhất khi đến làm khách trước AC Milan thì họ chỉ mới có đúng một chiến thắng tối thiểu duy nhất, còn lại sau đó là 4 trận thua liên tiếp, và trong cả 4 trận thua đó, không có trận nào hàng phòng ngự của Bologna để thủng lưới ít hơn 2 bàn. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa AC Milan với Bologna, tỷ lệ nổ tài của AC Milan đạt 60%, tỷ lệ thắng kèo đạt 80%, có 40% kết quả về lẻ. AC Milan ghi được 33 bàn, để thủng lưới 9 bàn, trung bình mỗi trận ghi 3,3 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Bologna đạt 50%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 30% kết quả về lẻ. Bologna ghi được 11 bàn, để thủng lưới 18 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,1 bàn. Dự đoán kết quả AC Milan với Bologna: chọn kèo châu Á, AC Milan chấp 1 trái. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 3 trái hòa. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.